Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có gửi em một cái căn nhà vườn anh chị. Đó, đẹp mênh mông luôn, đã lót nền, ốp gạch sạch sẽ luôn. Đó, nhà còn mới tinh anh chị. Lên tổng diện tích là 1.200 mét vuông nha. Đây căn nhà nè, đẹp mênh mông luôn chị thấy không? Sân thì cũng rộng rãi, nhà thì thiết kế thông thoáng anh chị ha. Đặc biệt á, nhà mình có thổ cư là 300 mét vuông. Xe ô tô xe tải tới vị trí trong sân của mình luôn, đường công cộng, đường đan, đường thông nha anh chị. Với ngang mặt tiền đó là 18 m, chiều sâu là 65, tổng tích là 1.200 m vuông. Nằm vị trí đây là hướng nam nha anh chị. Ở đây mình ra chợ nè, ủy ban đó là 500 m nha. Đó, còn đi ra trường học thì là một cây số nha anh chị. Địa chỉ đây là ở ấp An Phú, xã An Thành Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Từ thành phố Mỹ Tho mình lên tới vị trí căn nhà vườn của mình cần mua là 23 km nha. Còn nếu mình ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh á, cứ tính từ bến xe miền Tây anh chị về tới vị trí căn nhà vườn của mình cần mua là 69 km nha. Thì có hai hướng mình đi ha, một anh chị có thể đi quốc lộ A đường cao tốc, hai đó anh chị có thể đi hướng Long An qua cầu Mỹ Lợi chị về thành phố Gò Công và về hướng đây nha. Có hai hướng mình đi hướng nào cũng được hết nha, đường xá rất là dễ đi đó. Mua nhà vườn mà có thổ cư 200 m rất là tuyệt vời nha chị đó, rộng rãi thông thoáng đường ô tô nữa, em thấy giá rất là mềm anh chị. Giá có là 1.400.000.000 thôi mà 1.200 m² mà có một nhà vườn nữa. Căn nhà này thì xây dựng rất là tốn kém chị, rất là nhiều tiền đó. Cái nền nhà cho rất là cao đó, đã lót nền ốp gạch lên tới trần luôn, và trên miếng sói cũng ốp gạch nữa chị thấy không. Nhà làm rất là kỹ nha chị. Mình về mình có điều kiện mình làm mấy tiền chế trước thôi cho nó mát thôi, nhiều lúc để có con nít chơi hay là làm cái sân trước á cho nó mát chị ha. Rồi để em chỉ cái ranh giới cái chiều sâu cho mình xem ha, rồi sẽ đi vô bên trong căn nhà nha anh chị. Và đi hướng này là đi ra tỉnh lộ 877 á chị, chạy xe khoảng là 4 phút rồi là tới nha. Còn ra quốc lộ 50 tầm khoảng là 3 cây số đổ lại anh chị ha. Đây nhà cửa này, hàng xóm mình đây anh chị. Ở đây mình có đèn đường nè, điện nước cáp wifi đầy đủ hết anh chị. Ở đây làm xài nước ngọt là quanh năm, không có mặn cũng không có nhiễm phèn luôn, nên cô chú và anh chị cũng rất là yên tâm nha. Đây là đèn đường anh chị, quay kỹ cho mình xem nè. Đã có trụ điện nhà nước kéo đây, dân xài nè, mấy đồng hồ gắn ngoài trụ điện anh chị ha. Ở bên tay trái mình có một cái đường nữa, nên mình được là góc là hai mặt tiền nha anh chị. Mặt tiền bên tay trái mình không tính nha, tại mặt tiền bên trái đường xe máy thôi. Mặt tiền trước mình nó 18 mét là đường ô tô xe tải luôn. Đây đó. Một vị trí cực kỳ đẹp luôn, giá rất là mềm anh chị đó. Đây là chiều sâu bên tay trái nha, qua bên tay phải mình là 18 mét nha anh chị. Còn hướng ngược lại đường này thì liên thông ra đường nhựa, mình chạy khoảng là cây số là tới đường nhựa rồi anh chị ha. Đối diện bên nhà vườn mình đây có một cái view kinh đó, mình lấy nước ra vô mình tưới trái cây hay sinh hoạt rất là tiện anh chị ha. Cũng có nhà ở nè chị, hàng xóm mình đây rất là đông dân nha chị. Rồi để em chỉ cái ranh chiều sâu bên tay phải luôn, mình sẽ đi vô bên trong căn nhà chị ha. Đây thì từ cái tổ đường công cộng bê tông 3 mét nè, vô đây còn khoảng nửa mét ở chủ có làm rào xích vô và có trồng một số cây bông trang rất là đẹp ở trước cái cổng hàng rào của mình nha anh chị. Rồi đây là cái chiều sâu ở bên tay phải chị ha, nhà sát sát nhau không chị không, khu này đất đông dân lắm anh chị ha. Đây đó, thích hợp cho cô chú anh chị mà mua về có nhà ở sẵn và nghỉ dưỡng nha. Đây là chiều sâu bên tay phải nha chị ha, có lưới gào nè 1,5 m. Rồi để quay lại cái mặt tiền 18 mét rồi sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha chị. Đây mặt tiền rất là rộng rãi luôn chị thấy không. Đó mình xem video của em là 100% rồi, mình về đây là mình đặt cọc hay là ra công chứng trong ngày luôn nha, tại vì hiện tại có sổ sẵn luôn anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha. Căn nhà vườn của mình thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết anh chị. Đó. Sân rộng rãi thông thoáng luôn. Thì cái nhà vườn này lúc trước em có đã quay gọi chị ha, thì
lúc đó thì có cái mồ bên đây nè chị ha. Đó thì giá thì có rẻ hơn, tại giờ đó thì chủ bán hết đất luôn, bốc mồ đi rồi. Đó phía sau thì lúc trước để lại một ít đất nhưng mà là để giờ bán hết nguyên sổ luôn chị ha, nên giá thành giờ là 1 tỷ 400 triệu nha chị, 1.200 m² chị đất anh chị ha. Đây đây là chiều sâu bên trái nè chị. Đó về chị có thể mình cải tạo phần này nè, trống trải, tại lúc trước đây có một máy điện chế ở bên góc trái anh chị, ở chỗ để dở đi trống trải nha, tại lúc trước nuôi bò ở khu vực này anh chị ha. Đây là bên hông bên ta phải căn nhà đây anh chị, nhà cho rất là rộng rất là thoáng luôn. Về anh chị có thể mình nếu mình có thể mình xây được thêm một căn ở bên tay trái nữa nha, tại đất còn rất là rộng nha anh chị ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết anh chị ha. Đây nhà rất là rộng cho nên nhà rất là cao chị thấy không? Nhà thì xây dựng để ở với kinh doanh buôn bán chị rất là biết rồi. Đó, nhà rất là rộng rãi luôn. Đây là có cái bàn đá để ngồi hút trà tiếp khách đây ha. Đây là lối phía sau nhà, nhiều lúc mình để xe máy xe đạp đó dẫn ra phía sau nhà nha. Còn đây có một số cây kiểng nè bên hông nhà đây. Phía sau thì có cái sồi anh chị, đây nè cái sồi có vài cây trái thôi, như là dừa thôi chị ha, chứ không có cây trái nhiều. Tại phía sau có trước là máy điện chế đó chị, nó rộng á nên bê tông không à. Bên tay trái mình đây là cũng ốp gạch cây mai vàng rất là đẹp luôn, ốp gạch lên đất trần luôn chị thấy không. Còn đây là bên trong căn nhà phòng khách của mình đây. Bên trong phòng khách thì bên trái bên phải đều có cái không gian cửa sổ cực kỳ rộng luôn, bằng gỗ nha chị. Toàn bộ căn nhà của gia đình của mình á thì hiện tại thì chưa có đóng lập phong anh chị ha. Về mình bỏ tiền đóng lập phong làm mấy đặc chế trước nhà anh chị ha. Cửa phòng khách đây là cửa bằng gỗ nha anh chị ha. Rồi em xin mời chị nha, em sẽ đi từ từ ra phía sau mình tham quan từng chi tiết ha. Nhà mình nó rất là rộng chị, được 3 phòng ngủ, một phòng khách, một không gian đây là không gian giải trí nè, phía sau một cái không gian nhà tắm, nhà vệ sinh, cuối cùng là không gian bếp, rất là rộng rãi luôn. Đây không gian giải trí dễ có dàn karaoke đây, đó ca hát hay để cái bàn bộ ghế salon hay là võng đây nè, giá võng đây nằm xem tivi. Cuối tuần thì giải trí thì karaoke chị, giải trí cuối tuần nha. Đó, đây là phòng đầu tiên, phòng ngủ. Đó, cửa thì phòng ngủ cũng bằng gỗ nha. Mỗi phòng ngủ đều có không gian cửa sổ hết nha anh chị. Đó, bên trong phòng ngủ cũng ốp gạch và trong nhà ốp là cao là 1m8 nha anh chị. Rất là sạch sẽ luôn ha. Đây là hai phòng giống nhau, em quay một phòng thôi anh chị nha. Cửa này phá để đồ đạc ở trong anh chị ha. Còn đây là phòng thứ ba. Phòng thứ ba thì em thấy cũng rộng rãi thông thoáng nè. Đây mỗi phòng ngủ có không gian cửa sổ hết nha anh chị, trên trần này đóng lập phong rồi anh chị nha. Còn đối diện phòng ngủ đây là một không gian bếp nấu ăn nè, khá là rộng rãi luôn. Đây lúc trước thiết kế đây là thì giờ nó dọn, chủ đã dọn đi qua nhà mà mới rồi. Đây có một cái chỗ như là xây gạch lên làm có giường anh chị. Để đồ đạc trên đây ha, và ở dưới thì có thể để đồ đạc cho nó gọn gàng nè. Chỗ thiết kế này chị không, nhiều lúc mình để đồ đạc trong đây bên trong nè, trống rỗng à, chỗ đã dọn đồ đi hết rồi chị. Nhiều lúc mình cái xài với nồi ôm mình nó không cần thiết mình bỏ trong đây nè anh chị, cho nó gọn gàng vậy ha. Thiết kế này để đồ đạc trong đây. Rồi đây là phía sau căn nhà. Đây lúc trước nãy em nói á, nãy nói ban đầu á, phía sau là trước làm mấy chế đây nè, rộng đây nè, chị thấy không, bê tông nè, quá trời bê tông luôn. Đó, chỗ đã đập rồi. Đây là không gian bếp phía sau đó. Đây giờ chỗ đã đập rồi nên giờ trống trải là chỗ này bê tông không à. Ra khoảng là 10 mét rồi phía sau là đất. Có cây vú sữa rồi cây chùm ruột rồi cây mít cây dừa, có vài cây thôi, thằng trái đây không có nhiều nha anh chị. Và ở đây có một cái bồn nước anh chị, bồn nước mà xây bằng bê tông đó, hình tròn anh chị ha, chứa nước mưa đó. Nhiều lúc mình không có điện không có nước á, cấp điện cũng nước á, mình sử dụng cho cái bồn nước này anh chị ha. Đó, có cái ống nè, ống hướng nước mưa xuống đây anh chị ha, vô cái bồn này nè, nó cái dồi nằm đây nè chị. Rồi em sẽ đi ra cái ranh cuối cùng luôn để em chỉ ranh giới nha anh chị.
Đây là có một cái hồ, xem một cái hồ đây chị thấy không? Đó, cũng vuông vức đây nè. Đó, mình để nước đây. Cái này mình phải có mái che trên chị ha. Nhiều lúc ở trên nè, có bụi cứ bặm xuống nằm ở đây, lắng đây. Đó. Bụi bặm lắng đây rất là dơ ha, mình phải che cái này lại. Đây, có bọt nó ra cái vùng nước đây nè. Đây là khu vực phía sau cái căn nhà vườn mình anh chị ha. Không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì hết anh chị. À, xung quanh cũng không có luôn. Nào, quay kỹ mình xem nè, bên trái bên phải đều không có hết. Dừa đang cho trái nha, cao được khoảng là cách 4 mét anh chị. Đó, quay kỹ xung quanh cho mình thấy rõ luôn. Nhiều lúc cô chú anh chị sợ có mồ mả này kia đó. Bên trái bên phải đều không có hết anh chị. Đây, nhà sớm ở đây nè, có ao được cá nè. Ở đây có một cái ao nè anh chị. Về anh chị có thể mình ấy cát mình lắp lên đây anh chị ha. Hay là mua đất á, lắp đây nè để mình tạo một cái không gian ở đây là để trồng cây trái lại ha. Tại một số cây thấy cũng nó bị còi hết rồi. Đó mà tạo cái một cái không gian rộng rãi đây và sẽ kéo con gào lại anh chị ha. Gào đây là gào hồi xưa, gào bị chì á. Đó. Thì nó cũ hết rồi. Đây là lúa bị 10 nè, nó cũng hư hết rồi. Đó, mình về kéo rõ ràng lại. Hai ranh giới rõ ràng lại ha để cho nó không gian cái nhà vườn mình nó thoáng anh chị ha. Tại chủ hồi xưa giờ ở đây anh chị chưa qua đầu tư nha anh chị nên mua rất là dễ nha. Đó, chủ mới chặt cỏ đây phía sau nè nên trống trải nè, lúc trước vô rất là âm tầm. Đây là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha. Đây là chiều sâu bên tay phải anh chị ha. Thấy cái một số cây môn đó chị thấy không, cây cao nè. Ở phía sau là một cái đường nước anh chị, khoảng 1 mét anh chị ha, công cộng theo cái dừa mướt dừa nước, mấy cái dừa nước anh chị. Đó, chạy rõ ranh giới cho mình thấy rõ luôn. Tại vì mỗi lần mình coi rất là cực rồi, mất thời gian chạy quá nên phải quay kỹ ha. Anh chị thấy phù hợp thế thì kết bạn Zalo em ha. Em lấy sổ thông tin còn về cho mình xem trước, còn về đây mình đặt cọc hay ra công chứng trong ngày nha anh chị. Giá định rất là mềm thôi, chỉ có 1 tỷ 400 triệu thôi mà sở hữu một cái căn nhà vườn, đường ô tô, xe tải, 300 thổ cư nữa. À, con tỷ 400 triệu thôi mà 1.200 mét vuông anh chị, đất là nhà luôn anh chị ha. Đây đó, đây là chưa kéo lưới nha, giờ mình kéo lưới ở chiều sông bên trái nha. Tại trước mình kéo một đoạn thôi anh chị, còn đây là có đường nè, nay em nói có đường bên hông bên trái anh chị. Đó, đi vô đây còn có 4 đồng hồ đường cùng rồi. Đó, nó rất là rõ cho mình thấy luôn ha. Đây, nên mình được hai mặt rất là thông thoáng anh chị. Về mình kéo con gào lại là mình thấy không gian nó khác rồi anh chị. Tại anh chị thấy rất là âm tầm. Rồi đến em tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở chợ gạo ở tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 400 triệu nha anh chị. Căn nhà vườn mình có thổ cư là 300 mét vuông, nằm đường ô tô xe tải luôn. Đó, lên tổng tích là 1.200 mét vuông nha anh chị ha. Quý hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác của em, không có động lực qua những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.